Hormone anh không có em ạ. Hormone nếu mà em bị lặn thì anh nghĩ là em bị liên quan đến răng ấy. Em một là em liên quan đến răng, hai là em liên quan đến đến dạ dày. Thì em phải đi xem, em nội soi dạ dày ấy. Em xem dạ dày em có vấn đề gì không. Hoặc là răng em bị chảy máu chân răng này, hoặc là em bị sâu răng này. Em bị sâu răng mà em ăn miếng thịt gà, thịt bò mà em quên có sự răng ấy. Hôm sau thối. Trước anh có cái răng, bây giờ vẫn còn luôn. Đây là cái răng này, cái răng nào của tôi nhá, chọc cũng xuyên qua luôn này. Này, nhìn nhá, răng này nhá, chọc này. Chưa? Xuyên luôn, răng nào chọc cũng xuyên luôn. Này, đây nhá, vừa chọc này nhá, sang này nhá. Đấy, xuyên luôn. Đấy, thấy nhá. Đây nhá, lại tiếp ở giữa nhá. Này, đây không? Xuyên này. Bên cạnh nhá. Là tôi cũng xuyên luôn đấy này lại xuyên luôn đấy trên trên nhá xuyên này đấy cũng xuyên luôn. Thế thành ra là tôi ăn xong mà tôi phải xỉ răng ngay. Có hôm tôi ăn xong tôi quên răng ấy, ăn thịt gà thịt bò ấy, xong để là trong răng này. Ui ôi, hôm sau dậy khêu mùi mùi luôn, mùi nó kinh luôn. Răng của anh là răng là 17 gái Công Vinh 6789, em mua mấy liệu trình thuốc trị mụn rồi của anh đến từng đỉnh thật sự anh ạ. Cảm ơn Công Vinh 6789 nhá. Nói chung là thuốc mụn của tôi ok mà, mọi người yên tâm. Kéo quả nhịn được. Đấy, kéo quả là như thế.